Xin tiếp tục chào đón cả nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Có Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 25 tháng 2. Hôm nay là thứ bảy thì xin chúc cả nhà mình có thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Thì đến với clip chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh của em cũng có về được rất là nhiều sản phẩm độc và lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Hôm nay là có điện thoại Nhật thập niên 70 cả nhà ha. Bên cạnh đó là có một có về siêu tầm được hai cái máy đánh chữ vào khoảng thập niên 60-70. Cùng một số loại đồ đồng để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh cả nhà ha. Mai mốt còn lên những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi, đầu tiên mã số 1 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình một cặp là Hắc Bạch Công Tử nha. Đây là hai cái điện thoại để bàn của Nhật được sản xuất vào những thập niên 1970, rất là đẹp, tình trạng là còn hoạt động rất là tốt nha cả nhà mình ha. Đây, không, con này là năm 67 luôn nha. Xin lỗi cả nhà mình ha, năm 67. Ngày 10 tháng 3 năm 67 của Nhật nha. Một con 67 là con màu đen, tình trạng là vẫn còn đang hoạt động tốt nha. Đó. Và bên cạnh đó là có một con màu trắng, thì con màu trắng này cũng sản xuất vào những thập niên 1960-70 ha, tình trạng là còn hoạt động rất là tốt. Con màu trắng thì nó hơi hiếm hơn nha cả nhà nha. Đa số là màu đen thì mình thấy nhiều ha. Và mỗi một cái như thế này, tình trạng là hoạt động tốt luôn nha cả nhà ha. Và có giá giao lưu cả nhà 1 triệu một con nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Mã số 1 đầu tiên là hai cái điện thoại để bàn của Nhật. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình là hai cái máy đánh chữ nha. Hai cái máy đánh chữ vào khoảng thập niên 1970. Thì hôm nay có sưu tầm được hai cái của Nhật. Rất là đẹp. Ngày xưa thì không phải hiện đại như bây giờ nha cả nhà ha. Người ta chỉ sử dụng bằng máy đánh chữ ha. Tình trạng là còn hoạt động tốt nha. Cái này là còn có hộp đậy luôn ha. Rất là đẹp, còn full hộp luôn nha cả nhà ha, có kèm theo cái hộp. Đây, những chữ nó sẽ gõ vào trong những cái thành thang này ha, để gõ thành chữ ha. Rồi, mở một cái như thế này, rồi bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá 3 triệu đồng cho một cái máy đánh chữ xưa ha, còn full hộp luôn nha cả nhà mình ha. Cả nhà có nhu cầu cậu sưu tầm thì báo em nha. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì bên em có về được còn được vài cái cây đèn dầu để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì cả nhà cùng xem nha. Thích mẫu nào thì báo em ha. Có một cặp của Nhật đây. Ở bên cạnh đó là có một số bằng gốm, bằng đồng ha. Thì hôm nay có sưu tầm được tổng cộng là 5 cây. Rồi, 5 cái đèn dầu xưa ha. Đây cho mã số 3 của ngày hôm nay. Thì mỗi một cái có giá giao lưu cả nhà mình 800.000. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm cái nào thì báo em ha. Đèn dầu nha. Cái họng thì bằng ở dưới thì bằng gốm. Và còn lại thì cái họng đều bằng đồng ha. Sau đây là chi tiết từng cây này cho cả nhà cùng xem. Cặp của Nhật qua anh đào á, của Nhật có chiều cao có khoảng là 20 cm. Đầu tiên là có hai cây của Nhật đây, cái này cùng xem ha, hình ảnh qua anh đào nha. Rồi thứ hai là một cái cây thứ hai là bằng đồng ha, trên đây là gốm đồng luôn. Rồi cây đây là cây thứ ba, cặp đầu tiên là của Nhật, rồi cái này là cũng là bằng đồng ha, cái trên này thì cũng đồng luôn, đây là bằng gốm. Rồi thứ tư là một cặp, một cây này cũng rất là cao nha. Đây trong mã số 3 ngày hôm nay, cây này có khoảng là cao 28-29 cm, cũng bằng gốm bằng đồng ha. Và cây cuối cùng đây thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. 800.000 một cây. Đây là mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 thì bên em có về được một cái chuông đồng Nepal, giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình. Đây một cái chuông của Nepal ha, nơi sản sinh ra Đức Phật nha, rất là vang, mình gõ nhẹ lên là rất là vang nha. Đó, mình quay phát ra tiếng kêu luôn nha. Cái này là trong mã số 4, có đường kính là 12,5 cm, gần 13 cm, và cân nặng của chuông Nepal này rơi vào khoảng là 400 g, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng cho cái chuông Nepal ngày hôm nay. Đây mã số 4. Rồi thứ hai mã số 5 thì bên em còn được một cặp đèn của Pháp ha. Cặp đèn này treo phong cách cổ điển châu Âu của Pháp nha. Đây là mã số 5 ha. Thì hôm trước có một cặp là giao lưu rồi, hôm nay còn được một cặp để giới thiệu cùng cả nhà mình trong mã số 5 này, có tổng trọng lượng là 2,9 kg.
và chiều dài tổng thể của một cặp như thế này thì nó khoảng là 37, và bề ngang tổng thể của bóng đèn này và bóng đèn kia là có khoảng là 30-34. Đây cả nhà cùng xem ha, mang rộng ở bên đây là về mình bắt bóng đèn vô nghe cả nhà ha, tùy theo mình thích cái bóng đèn nào thì mình bắt vô ha, hoặc là mình thích cái những cái lam chó ra nó cái màu nào thì mình bắt vô tùy theo của mình ha. Thì em chỉ bán theo cái khung vậy thôi nha, khung đèn treo ha, có luồng dây điện sẵn cho cả nhà mình luôn rồi. Về mình chỉ cần là thích cái bóng đèn nào thì mình bắt vô thôi. Có biểu tượng là bé chú bé thiên thần nha, chất liệu bằng đồng, bao cả nhà chuẩn đồng luôn nha, rất là đẹp luôn á, rất là dày dặn, rất là nặng. Cái này những nhà cổ, những nhà theo phong cách châu Âu cổ điển thì mình những cái này là rất là đáng để sưu tầm nha, hoặc là mình có thể trang trí phòng khách ha, thì rất là đáng để sưu tầm. Một cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu nha, cho mã số 5. Rồi thứ hai mã số 6. Mã số 6 thì cũng một cặp luôn nha cả nhà ha. Cặp này thì nó có một bóng đèn. Đây là mã số 6, cặp này có tổng trọng lượng là 2,5 kg. Thì một cặp này cũng là một cặp đèn treo của Pháp luôn nha, chất liệu đồng nha, về mình bắt lên như thế này. Bóng thì mình tùy theo bóng của mình chọn ha. Đây hình ảnh nó thiết, hình ảnh giống như là một cái tay nó cầm, rất là đẹp, chất liệu vận động nha cả nhà ha, rất là dày dặn, rất là đáng để sưu tầm nha. Và cặp này có chiều dài là khoảng là 29 cm, và chiều cao tổng thể là tầm cỡ khoảng là 19, chất liệu vận động ha. Đây là trong cho mã số 6 ngày hôm nay, có giá giao lưu cả nhà 1,800,000 cho mã số 6 ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo nha. Rồi thứ hai mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay thì bên em có về được 3 cái ấm độc lạ. Trong mã số 7 này thì mỗi cái có giá giao lưu với cả nhà mình là 950,000. Thì đầu tiên là trong mã số 7 này, cái ấm đầu tiên là ấm búp măng. Rất là độc lạ ha, hình ảnh giống như cái ấm búp măng nha, chất liệu đồng. Chiều cao là có khoảng là 18 cm, và chiều dài của ấm búp măng này có khoảng là 18. Đầu tiên ha, là ấm búp măng. Và thứ hai, ấm chuột, ấm hình con chuột ha, ở nguyên một chú chuột tài lộc nha. Và thứ ba là một cái ấm đào ha, đào và chim, rất là đáng để sưu tầm ha. Có ảnh hoa mai đây, mỗi một cái có giá giao lưu với cả nhà mình là 950,000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha, cho mã số 7, cho mã số 7 của ngày hôm nay. Thì cả nhà mình thích cái nào thì báo em cho mã số 7. Rồi thứ hai mã số 8. Mã số 8 là cũng là có hai cái ấm nữa, một cặp ấm rất là đẹp. Đây, gồm hai cái. Một cái là hình ảnh là có ba vị tiên. Rất là đáng để xem, chất liệu đồng bao cả nhà, chuẩn đồng nha, chuẩn đồng chuẩn đẹp luôn ha. Rồi một cái là hình ảnh long phụng. Long phụng hôm trước có một cái giao lưu rồi, hôm nay còn cái giới thiệu cùng với nhà mình luôn ha. Một mặt phụng nè, một mặt này là rồng, ở trên là hình ảnh cái quai là cái quai rồng luôn, rất là độc lạ. Một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà 1,5 triệu cho mã số 7. Chiều cao của mỗi ấm là có khoảng 14, bề ngang là tầm có khoảng là 17 cm. Tổng trọng lượng của cặp này khoảng 1,5 kg, và 1,5 triệu cho một cái cặp như thế này. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì hôm nay bên em còn được một cặp bình đồng xưa nha, rất là đẹp, lên màu thời gian rất là đáng để sưu tầm. Quy ương trên cành mai thì lâu lâu cũng có về được một cặp như thế này để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 24 cm, đường kính miệng là 4,2. đây cả nhà cùng xem ha, mai điểu nha, quy ương trên cành mai, ở đáy này có chuyện gồm có 4 mặt chữ luôn, chất liệu đồng xưa rất là đẹp. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cặp bình này là 2,2 triệu cho mã số 8 ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho em xin một like nha, rồi đăng ký kênh cả nhà mình ha. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 này còn được có được một cặp bình hoa cúc. Cặp bình này là đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi nha cả nhà ha. Và tổng trọng lượng là 2,2 kg, chiều cao là cỡ khoảng là 23, đường kính miệng là cỡ khoảng 10 cm. Đây là một cặp bình đồng hoa cúc nha, rất là sáng bóng, rất là đẹp. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cặp bình hoa cúc này á là 1,6 triệu một cặp như thế này, rất là đáng để sưu tầm nha. Cái này về vừa trưng vừa cắm hoa thôi khỏi chê. Mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay thì bên em giới thiệu bây giờ lui cả nhà mình còn được một con hổ nha, hổ hữu tiền. Con này rất là to, con này nó đang đạp trên cái hữu tiền. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 21, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 23. Chất liệu đồng tổng trọng lượng là 3,3 kg. Một con như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu. Không, xin lỗi cả nhà mình ha, em lộn nha, em lộn một cái cặp kia. Con này có giá giao lưu cả nhà 1,6 triệu ha, cho một con hổ như thế này, một con nha, hổ hữu tiền.
mã số 10. Rồi thứ hai mã số 11. 11 thì giới thiệu với cả nhà mình nè. Có được một cái đỉnh rất là hay nha. Ngũ lộ thần tài. Đây là một cái đỉnh trầm tháp, ngũ lộ thần tài nha. Bao gồm trên đây năm ông thần tài trên đây, ngũ lộ thần tài. Nguyên một cái đế ha. Đây cả nhà cùng xem, gồm có 3 bộ phận. Đó, một cái đỉnh tháp. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Ngũ lộ thần tài. Và chiều cao của cái này 30 cm, bề ngang là có khoảng là 9 cm, chất liệu đồng. Và một bộ như thế này có giá giao lưu cả nhà 1,5 triệu ha. Mã số 11. Tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay là có một cái đỉnh bát quái. Đây là một cái đỉnh trầm bát quái nha cả nhà ha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 22, và bề ngang tổng thể là có khoảng 16 cm, chất liệu vận động nha. Đây là một cái đỉnh bát quái. Cái này cùng xem, trên đây có một lân nè, ở đây này, ở đáy này có chuyện luôn ha. Ba cái chân là ba cái chân lân, rất là đẹp nha. Đó, rất là đáng lấy sưu tầm. Cái đỉnh này có giá giao lưu với cả nhà mình làm một cái đỉnh bát quái như thế này, có giá giao lưu cả nhà 1,600,000 cho mã số 12 ngày hôm nay. Rồi thứ hai mã số 13 là giới thiệu giao lưu cả nhà mình có được một tượng mẹ Quan Âm tam diện nha. Thì tượng này là gồm có 3 mặt, 3 tư thế của mẹ Quan Âm khác nhau ha. Một tượng này có tổng trọng lượng là khoảng 1,4 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng 25, và vành đế là 9 cm. Tượng như thế này có giá giao lưu cả nhà 1,200,000 cho tượng mẹ Quan Âm tam diện 3 mặt, có hình ảnh ba mẹ Quan Âm đang đứng trên đài sen. Mã số 13. Tiếp theo mã số 14 ngày hôm nay là giới thiệu giao lưu với cả nhà mình có được một tượng đồng Pháp Lam nha. Trong mã số 14 thì một tượng chất liệu đồng Pháp Lam ha. Hình ảnh quan công nha, quan công ha, chất liệu đồng Pháp Lam rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg, và chiều cao tổng thể của tượng quan công Pháp Lam thì có khoảng là 29 cm, và bề ngang là có khoảng là 12. Và tượng đồng Pháp Lam này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,800,000, có tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg cho tượng quan công Pháp Lam ngày hôm nay, mã số 14. Rồi thứ hai mã số 15 là giới thiệu giao lưu với cả nhà mình còn được một cái cây bút đồng nha, có hình ảnh hai con chú cóc ha, rất là đẹp. Đây là mã số 15 và có chiều dài ở hoành đế là có khoảng là 24,5, và cái cây bút là 30 cm, tổng trọng lượng là khoảng 3,5 kg. Nhất lông nhãn ngọc ha, ảnh đây con rồng đây, ảnh là có hai chú cóc ha đang thả tiền nhờ ha, ở dưới đáy là rất là nhiều vàng nha. Và một cái cây bút như thế này có giá giao lưu cả nhà mình 2,200,000 cho mã số 15 ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 16 là một con hổ tảng đá nha, một con hổ đứng trên tảng đá rất là đẹp, có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg, chiều cao là 20 cm, bề ngang là có khoảng là 16, chất liệu đồng hổ tảng đá. Ở đáy này có chuyện luôn ha. Và chú hổ tảng đá này có giá giao lưu với cả nhà mình, chú hổ tảng đá này là 1,200,000 cho một chú hổ tảng đá ở mặt số 16. Rồi thứ hai mặt số 17 là một cái sông trầm hồ lô. Đây là một cái sông trầm rất là độc lạ ha, đẹp độc lạ, tài lộc nha. Hồ lô, trên đây có hồ lô lớn nè, xung quanh có hồ lô và dơi nữa. Trên đây có một cái chữ nữa ha, chữ Phúc. Ở đáy có chuyện luôn, ba cái chân. Một cái đỉnh hồ lô này có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 20. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 12, và có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu nha cho một cái đỉnh hồ lô ngày hôm nay, mã số 17. Rồi thứ hai mã số 18 ngày hôm nay là còn được hai cái tượng quan công. Đây là mã số 10, 18, hai tượng quan công đọc sách, hai dáng khác nhau, một dáng đứng một dáng ngồi. Thì mã số 18 tổng trọng lượng khoảng 1,5 kg, và chiều cao của hai tượng này có khoảng là, một tượng là có khoảng 15, một tượng là có khoảng là 13. Quan công đầu sách thì đây, ông này là đang đứng trên tư thế ngồi, nhanh cùng xem ha. Và một ông này đang đứng trên dáng đứng ha, cũng ngồi, cũng là quan công đầu sách luôn. Thì hai mẫu này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà 1,300,000, nên là có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây là mã số 18. Rồi thứ hai mã số 19 của ngày hôm nay thì còn được một cọc bình Long Phụng 3D để giới thiệu cùng cả nhà mình ha, gồng phụng. Xem được đừng quên cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình ha, để mai mốt còn lên xong phần tiếp theo giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 19 thì cặp bình Long Phụng 3D, hình ảnh là gồng phụng nổi, chiều cao là tầm có khoảng là 23, và bề ngang là có khoảng là 9 cm,
chất liệu đồng, tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg cho cặp bên này. Gồng phụng như thế nào ha, nổi. Đây, bên đây còn gồng nổi luôn nha. Ở đáy có chuyện luôn ha. Cặp này có giá giao lưu cả nhà 2 triệu đồng cho mã số 19 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 thì giới thiệu và giao lưu cả nhà còn được một tượng Phật Di Lặc ha. Ông Di Lặc cười rất là tươi nha. À, tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg, chiều cao là có khoảng là 15, bề ngang là tầm có khoảng là 14 cm. Ông đang gánh ngồi ha, gánh nó bao tiền. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 1,3 triệu cho mã số 20 Di Lặc ha, bao tiền. Rồi tiếp theo mã số 21 là một vật chuẩn đề nha. Đây tượng được vật chuẩn đề chất liệu bằng đồng. Có tổng trọng lượng là khoảng 800 g, chiều cao là 15 và bề ngang là tầm có khoảng là 12, chất liệu đồng ha, vật chuẩn đề, có giá giao lưu cả nhà mình là 850.000, ở đây có chuyện luôn nha. Đây là mã số 21. Rồi 22 ngày hôm nay là còn được một bộ binh khí bát bủ chất liệu đồng. Đây là mã số 22. Bộ này có tổng trọng lượng khoảng 1 kg và chiều cao là khoảng là 34 cm. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 36. Chất liệu đồng với nhau ha. Đây là một bộ binh khí bát bủ gồm 8 loại binh khí khác nhau nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ binh khí bát bủ này là 900.000 cho mã số 23. Rồi thứ hai mã số 24 của ngày hôm nay là còn được một bộ tượng Tam Đa Ba Ông Phúc Lộc Thọ. Đây là mã số 24. Thì một bộ như thế này gồm ba ông Phúc Lộc Thọ, tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg. À, chiều cao của mỗi ông là có khoảng là 17 cm và bề ngang của mỗi ông là tầm có khoảng là 7 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ này á, 1,700 triệu. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha, bao gồm ba ông Phúc Lộc Thọ mã số 24. Rồi 25 ngày hôm nay đó là một cái song trồng voi, thần voi nha. Đây là một cái song trầm rất là đẹp, hình con voi ha, một cái song trầm hình nguyên một chú voi. Thì chiều dài tổng thể là có khoảng là 15 cm và chiều cao là 11 cm. Và có giá giao lưu cả nhà là 900.000 ha cho một cái song trầm voi ngày hôm nay nha. Đây là mã số 25. Rồi mã số 26 là có hai cái tượng Phật Di Lặc rất là đẹp. Thì một ông Di Lặc thì đang đẩy thổi vàng. Đây là mã số 26. Chiều cao là có khoảng là 17 và ông Di Lặc đứng trên con cá chép, tổng trọng lượng là khoảng 14. Còn một cặp như thế này tổng trọng lượng khoảng 1 kg. Và bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,3 triệu cho một cặp hai ông như thế này ha. Rất là đẹp nha. Chất liệu đồng, bao cả nhà chuẩn đồng luôn nha. Rất là dễ thương nha. Rất là nét. Nhà mã số 25. Rồi mã số 26 thì có một cái song trầm. Song trầm bàn tay Phật, hình ảnh mẹ Quan Âm ở trong luôn ha. Bỏ trầm lên đây đốt sẽ chạy xuống đây. Chiều cao là 19 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 10 cm. Chất liệu đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh trầm này á, có giá giao lưu với cả nhà 1,200,000 cho một cái đỉnh trầm Quan Âm ha. Đây là mã số 27. Rồi cuối cùng mã số 28. Mã số 28 ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình có hai cái tác phẩm lớn nha. Mã số 28 ha. Mã số 28 là bao gồm là văn võ song toàn nha. Bao gồm hai tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng và Quan Công ha. Hai cái tượng này hai tượng lớn nha cả nhà mình ha. Tổng trọng lượng là 18 kg cho hai tượng này. Thì mỗi một tượng có chiều cao là tầm có khoảng là, như tượng Quan Công là chiều cao là khoảng 45, đo lên tới cây Thanh Long Đao là 50. Rồi Khổng Minh Gia Cát Lượng á thì cao có khoảng là 47. Thì một cặp như thế này thì mỗi một tượng đó nha. Thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3,800,000 cho một tượng. Cả nhà muốn sưu tầm một cặp á, thì bên em sẽ bớt chút đỉnh cho cả nhà mình ha. Còn một tượng là 3,800,000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây là một cặp rất là đẹp, văn võ song toàn. Đây là mã số 28, đây là mã số 28 ha. Rồi tiếp theo mã số 29 là còn được một tượng rất là đẹp. Đó là tượng của ngày Đạt Ma. Đạt Ma chất liệu đồng. Tượng này tổng trọng lượng là 7,5 kg. Và tượng Đạt Ma này, tượng Đạt Ma có chiều cao là 50 cm, rất là cao. Tượng Đạt Ma đang cầm một chiếc giày ha, quẩy hồ lô. Thì tượng Đạt Ma thì bên em có giá giao lưu cả nhà 4,5 kg. Có tổng trọng lượng là 7,5 kg. Tượng Đạt Ma rất là đẹp. Đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ trong thời gian qua. Thì xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà ha. Nếu mà ở gần các tỉnh miền Tây có thể đến ngay cửa hàng của em nha. À, trung tâm thương mại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ để xem trực tiếp các sản phẩm ha. Hoặc là mình có thể mua hàng trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Có số Zalo để gọi trực tiếp cho cả nhà mình cùng xem các sản phẩm ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại vào clip sau những sản phẩm độc và lạ hơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.